Bây giờ thì cũng tiếp nối cái chương trình hôm qua với hồi tối này đó, hồi khuya này. Thì thầy cũng xin kính chúc lành hết tất cả bà con, anh em trong và ngoài, xa gần cũng vậy. Nó có một giây phút chúng ta đã gặp nhau. Nó có một giây nhỏ thôi, chúng ta sẽ mất và xa nhau. Như vậy thì bây giờ mình nói gì để tiếp nối lại và chúng ta ngồi đây và ở bên kia, bên đây được bao nhiêu vị, trong đó mấy vị có bệnh không, có đau không, có nhức không, và trong cái thân tâm của mình và trong cuộc đời mình và trong hiện tại gì, nó có bị ràng buộc gì không đó. Thì mình đã ngồi đây, mình là bầu chỉ huy ai, chỉ huy mình. Rồi mình thắng nó, mình thắng bằng gì? Đằng mình đạt huy chương. Mình thắng nó là mình phải dùng một cái vui, một cái phép rất là phi thang hết tất cả những gì nó đang tích tụ, cũng như nói là con ruồi nó bu miếng thịt vậy. Cái người tu ngọt lắm, ngon lắm, béo bùi lắm. Nó có thể là mùi bay xa vời, chứ không phải tầm thường. Như vậy thì mình phải hân hạnh để đón tiếp một cái tư tưởng mà một cái tâm linh của mình đang rộng ở trong cái kho tàng của mình, ở trong cái lòng của mình. Mà tại sao bây giờ trong này, trong nội tạng này mình thấy là gan được phèo phổ thi phế gì đó, tỳ phế chứ đâu có thấy gì đâu. Nhưng cái tư tưởng nó quan trọng lắm. Cái tâm là cái hồn. Mà cái hồn là cái tư tưởng, có nghĩa là tư tưởng là cái hồn. Nhưng mà Đức Phật không có nói là cái hồn đó là tâm linh. Như vậy thì chúng ta mới vừa buồn đó, ta dùng những cái mật niệm. Mật niệm chứ không phải Nam Mô Di Đà Phật, cái đó hết. Không phải mật niệm, mật có nghĩa là ở bên trong. Còn niệm mình phải hòa chí khí. Mình niệm có nghĩa là quan niệm. Có lắm khi cái người này họ chịu gỡ thôi, mày tối ngày cứ quan niệm tới cái gì này hoài, thấy không? Hay là quan niệm cái vật đồ này hoài. Chúng ta tuy nói là miếng rừng quan hay là cái biển quan, nhưng mà chúng ta trong đó nó có lại linh khí quan và hào quan, và tướng diện của chúng ta không phải bình thường như thế này đâu. Muôn phép lạ lùng cứu sống làm cho mình không chết. Bệnh tình đáng nguy ngập, nhưng mà mình dùng cái tư tưởng và linh hồn mình rất nhẹ nhàng, chu đáo, rất cứng cắn, rất là không thể nói là mình rất là tuyệt vời đó. Đó vậy thì cái bệnh mình nó sẽ giảm ngay, nó xuống, nó tan biến, và nó giúp mình thành tựu, giúp mình tất cả là hoàn mãn do cái tâm linh của mình và tư tưởng của mình. Còn mình bỏ rơi rồi đó, chính đó là liều thuốc, chính đó là một vũ khí để giết giặc ở biên thủy biên giới đó. Như vậy chứ không phải tầm thường. Là cũng nhờ nó chúng ta sẽ sống đứng dậy, chúng ta sẽ tốt đẹp tự nhiên phừng phực lên, không bao giờ nào yếu hèn. Và nhờ nó giúp ta, ta nói thiệt, ta ăn thiệt, ta làm thiệt, ta tránh những cái sự gian dối. Cái sự gian dối, sợ sệt, hèn hạ, đe dọa cái chủ mà nó không xứng đáng đó, yếu xìu, nó không giúp được ta. Còn mình cương trực là sức mạnh. Mình hy sinh còn mạnh hơn. Mình chịu đau khổ còn dài dàng, tốt đẹp nữa. Đó như đó. Thì những cái mà mình đã cương cự được, mình đã bình trị được,
mình sẽ biết nó được. Mình chận đầu, chận đuôi, chận tứ trụ thì nó sẽ hoàn mãn trong cái tâm của mình. Và khi mà nó không có mà mình ước nó phải có thì nó từ đâu? Nó thiên biến, vạn hóa, không phải tầm thường. Ở trong người mình cũng có trời nè, đất nè, Phật nè, sông nè, núi nè, thấy không? Rừng nè, chứ không phải đô thị nè, nó không phải không có vậy. Vì mình đâu có đứng giữa thường một chết đâu, mình ra quay quần cũng như là cái vũ trụ này, cái thuyền vũ trụ nó sẽ quay quần, nó sẽ chuyển bánh, cũng như chiếc xe vậy. Hôm nay tất cả anh chị em của mình ơi, ráng cố gắng làm sao mình nắm được mình nha, để mình quay, mình nắm được mình để mình chuyển chuyển hóa, mình nắm được mình lái nha. Chứ lúc bây giờ này mà mình mua chiếc xe đó, mình có cái thân, mình giao cho người ta, có chiếc xe mình giao tài xế rồi, nó nắm trọn vẹn, mình phải theo dõi, mình phải gần gũi. Và đi đường xa có mình chọc nó, nó bỏ ở đường đèo cái nó đi mất, chiếc xe mình không ai lái về hết. Mình có thân phải biết tu, phải biết thấy, phải rồi phải biết được mình. Đừng có nhẹ quá mà đừng có nặng quá. Nói vậy đó, cắt không đứt, bứt không rời, khiêng không nổi, rinh không được. Nói như thế thì đây là bình luận qua những cái cuộc sống mà mình có cái thân nha. Rồi bây giờ này mình lại là tu theo thánh hiền nho giáo, có nghĩa là lời lẽ của tất cả các bậc nói mình bây giờ nói giáo theo đó. Rồi mình tu được rồi đó, hy sinh đủ đầy rồi, nhưng bây giờ mình muốn thuyền đạo để mình lên cái mái nhà của tổ quốc đạo, có nghĩa là của thiên nhiên, của Tây Phương Phật. Ai cũng ngước mặt lên tính trời trên này nè, Phật cái này không phải đâu, không phải vậy, mà là muôn thiên, có nghĩa là hằng hà sa số Phật. Mấy thầy của mấy thầy có nói đó, vô lượng công đức Phật. Vô lượng có nghĩa là mình đem một chút quà này mà thanh tâm thì đó là cũng vô lượng công đức, chứ không phải đợi mình gánh nhiều đâu quý vị. Cho nên hôm nay mình nhìn giữ cái tâm của mình là mình giữ cái hoài bão lớn nhất, quan trọng nhất, không phải tầm thường. Dạ thưa thầy, làm sao giữ? Thầy tu mới giữ được, mà tu cho kỹ cho khéo mới giữ được. Đừng nghĩ liền mình, ví dụ bây giờ mình nói là trong nhà mình, hay mình ở đây, hay mình nói đại đàng ở đâu, mình ở nước nào, xứ nào, hay là mình ở Đông Tây Nam Bắc, mình đừng nghĩ mình ở một mình. Có tất cả quá đông, có tất cả quá đầy, có tất cả quá gần mình đó, chứ không phải thấy vậy mà nói mình ở một mình. Rồi mình muốn tự tung, tự tác, muốn làm gì làm, sai luật, sai với bộ luật của thiên nhiên, của trời đất. Luôn luôn lúc nào mình cũng hài hòa trong cuộc sống, mình cũng hy sinh, mình cũng vui vẻ, mình cũng mát mẻ để trực tiếp cùng với cái bông hoa mà đúng là nó nở đó, thấy chưa? Đó, vậy đó, chứ đâu phải tầm thường. Rồi một cái bông đó mà tại sao lại cái hoa này lại tàn sớm cái hoa kia và mới nở ra đó, thì chúng sanh người ta tu trước, Đức Phật Ngài đã về rồi, thành Phật rồi, mình tu mình sẽ trở về thành Phật sau. Có được không vậy? Thầy phải được thôi, vì Đức Phật không nói dối. Thì bây giờ chúng ta trong một đêm dài vô tận, trong một giờ một khắc này quý giá ngàn vàng muôn thợ, chúng ta phải nắm bắt cho được để mà tu hành. Hành gì vậy thầy? Mình hành sự, hành đạo, hành khất. Khất có nghĩa là ăn sinh ăn mài, nói ăn mài mà không ăn mài, cũng như các vị trong khoái khất sĩ vậy đó. Đó. Hành trì cho ra được đạo pháp. Đó, mình tu nó phải vậy. Rồi cái người tu là một viên ngọc quý. Rồi cái người tu không ra gì. Rồi cái người tu cao cả vô cùng tuyệt đỉnh. Có khi mình qua nó mới chấm nở đó. Đó, thì nó gặp nắng hạn hè thì nó sẽ nở rồi, nó sẽ bị co rút lại.
Còn hoa mà nó nở, nó gặp mùa xuân hoặc nó gặp mưa, nó gặp cái tiết trời ấy, thì hoa ấy nó sẽ tươi, thấm, đượm mùi thơm. Con người mình mà lúc bây giờ gặp mùa mặt hạ này, hạ quân, không có vui vẻ gì đâu. Khổ nhiều, sung sướng ít. Xấu nhiều hơn đẹp, hơn tốt. Tốt khác nha, còn đẹp khác nha. Có hai cái đối đó. Cho nên trọng trách nhất bây giờ mình phải quan tâm tới mình. Mình đem cái linh khí quang và điển quang của mình có điện từ nữa. Đó. Mình có điện từng mạc hết, chứ không phải không có đâu. Tại vì mình làm cho nó mát điện, mình cắt dây, mình chuyền dây nhỏ xíu vậy nè, làm sao được. Tu mà có chút xíu vậy tu cũng không được, xin cái thưa quý vị. Mà đặt rộng rãi quá, lớn quá, thì cái điện mình có nhiêu mà mình đặt sợi dây vậy cũng không được. Nó cũng theo đường dây đó, nó lạ chả hoặc là nó như thế nào. Chúng ta tu, cho nên Phật phải lấy trung đạo, bình đẳng. Kể từ đây, mình có ba đứa con cũng vậy, hai đứa con vậy. Chia cái gì phải bình đẳng. Đó. Nếu chúng ta làm được bình đẳng, thì trong chúng ta có bình luận được, bình định được, bình tĩnh được, bình tâm được, bình thân được. Thì chúng ta mới thấy hòa bình và thái bình. Còn nếu mà mình tu mình không biết gì đó, mình cứ để hoài vậy đó, thôi kệ nó, không có kệ nào hết rồi. Nhà rách, chuồng bò cũng có cái kệ để cái giỏ, để rác, để cỏ cho bò ăn. Chúng ta là một người tu là cái villa rồi đó quý vị. Thì mình phải để cái gì xứng đáng. Có nghĩa là kể từ đây đó, mình đừng bao giờ dung rủi mình, đừng bao giờ trọng quý mình, đừng bao giờ sa thảy mình, đừng bao giờ cắt ngăn nó quá. Còn cái đường tư tưởng là một cái mũi tên. Nếu mũi tên này mà nó sẽ mở được cái đường mà nó sẽ chỉ ngay rồi, thì nó đi riết lần quen, nó sẽ trực tiếp về Tây Phương Cực Lạc. Mình khỏi được, mình khỏi được. Dùng tư tưởng thăm anh kia ở bên Mỹ, bên Úc, bên Hà Lan, ở chỗ nào, Anh, Đức, Ý rồi gì đó. Đó, dùng tư tưởng. Nó xa vời nhưng mà nó rất ngắn, có một tích cách thôi. Thì ở đây chúng ta cũng phải dùng tư tưởng để điểm đạo và biết được mọi người và thương yêu nhau. Bà thương cái đứa cháu đó quá mà bây giờ nó biết đâu. Vậy thì ngồi một chút thấy nó hết. Thu lại. Mình có máy thu hình rồi đã thu lại, thấy nó hết trơn. Giờ này nó làm gì? Nó đi bán bánh mì. Nó làm gì? Nó đi để xe ba gác gì đó. Giờ này nó làm gì? Nó làm công ty. Giờ này nó làm gì? Nó đi may giá, nó làm cái gì đó. Mua bán gì. Thu hình lại. Dùng tư tưởng. Đừng dùng cái miệng nữa, đừng nói nữa, đừng thấy, đừng nghe nữa. Mà ở trong này nè, có cái bộ máy rất là tuyệt vời là tâm linh của mình đó. Dạp cái tư tưởng, mình sai nó, mình nhờ nó, mình mượn nó đi quý vị. Rồi thần giao cảm có nghĩa là ở dưới này người ta cũng dùng được. Thì hai cái vị này đó, hai vị này ta liên lạc nhau bằng tư tưởng. Bằng sợi dây đó. Các bậc thần tiên đâu có gặp nhau cái gì, đâu có gặp nhau, nhưng mà họ sẽ gặp nhau, họ gặp nhau một cách rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, rất như cái quả bong bóng vậy đó quý vị. Mình thấy nó bay mỏng vậy nhưng mà không có rách, trong đó nó có cái chất duy trì, nó không có rách rã. Ráng cố gắng tu tốt lắm, vui vẻ nó phá đắp cái buồn, hỷ xả nó phá đắp cái đau khổ. Nha, ráng cố gắng nha, cái tư tưởng là quan trọng nhất. Là một kho tàng, là một viên ngọc quý đó quý vị, chứ không phải thấy vậy mà tầm thường. Mình không dùng tư tưởng là uổng đó. Người có đó mà như thần thừa vậy đó, như chết rồi vậy, không biết gì hết đó. Thấy không? Là thần, loạn thần, tâm thần, suy thần, mất thần. Còn mình đầy đủ tinh khí thần. Đấy không? Ba cái ngôi vị đó, tinh khí thần, tam cõi, hạ trung thượng, mình có hết, mình biết hết. Mình biết khám phá được con người của mình ra là mình đã khám phá hết tất cả thầy điều trong vũ trụ.
ngồi khám phá đi, đi đứng giờ nào cũng khám phá được, khía cạnh nào ta cũng khám phá được, chứ không phải đợi nó là phải ngồi thiền như chị, thấy không? Rồi bây giờ lại có một cái chứng bệnh cuối cùng của cuộc đời này đó, cẳng chân bị trơn, có khi sụi nữa, bại hoại hết, có khi đau nửa người hết. Đó, như vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình thấy đó, mình sợ không? Không sợ. Nói trời kêu ai, nói dạ không có, mình kêu mình dạ. Mình phải làm bằng cách nào để tiếp tục. Không nên bỏ đảng mà không nên quên mình, vì nó là ti bộ lĩnh của mình, nó là bộ tổng tham mưu của mình, nó là một cái bốc đài của mình, nó là một xe của mình, mình là một người tài xế đó, như vậy chứ không phải gì đâu. Đừng à, dạ trời Phật phù hộ có, đó là mình kêu lên thôi, rồi mình vừa nghe vừa ý thức vừa tư tưởng thì mình hộ mình đó, chứ mình cũng chả thấy trời Phật ở đâu. Nói như vậy thì thầy đâu có tin ai, phải có tin chứ, không có tin sao có khí, không có khí sao có thần. Quan trọng nhất là mình nha. Bây giờ về tất cả bà con anh chị em trong một đêm nay, sao thầy nói à, trở lại khác, khác chứ, để cho quý vị rọi thấy viên ngọc báo kho tàng của mình nó ở đâu. Cái xác thân này mình mượn, mình đậy che nó thôi, mà ở ngoài đó khùng à, ăn nói chuyện này kia thì cái tâm nó y vậy đó quý vị, y vậy. Mà ở ngoài này mình long lanh mát mẻ, tốt đẹp, hiện đạo, y nhiên, hy sinh, sao mà vị này thấy tuyệt vời vậy, lanh mà lẹ, đó không à, chứ không có lanh lợi. Đó như vậy thì nhìn ở trong nó thấy được, thấy được cái tâm linh của họ quay đảo như đại đa đa vậy đó quý vị. Anh em phải đang cố gắng. Như vậy thì mình ngồi thuyền, khỏi ngồi mà ngồi lâu hay mau, lâu cũng được, mau cũng được, đó là tùy mình. Phật nói tùy cơ, tùy duyên quá độ. Đức ngài nói tùy cơ ứng biến. Đó vậy. Rồi mình ngồi đây, mình nói chuyện bình thường như mình không có đem Bồ Tát ra. Đó. Mình đi gặp tất cả các chị đi chùa chung mình á, đi làm từ thiện rồi nè, à, Bồ Tát mình tôn á, mình tôn người này Bồ Tát, có chính thức Bồ Tát không? Mình đưa người ta lên, có đưa thiệt không? Đúng Bồ Tát không? Còn một vị thần này, trời ơi, ông này giống ông thần quá. Ông thần phải trung kiên nghĩa khí, không ỷ mạnh nếp yếu, làm một cách không tư riêng, việc chung, nói năng tùng quyền, tùy hỷ, làm một chuyện không phới phách kèn lao. Người đó là người thần. Mình quở, mình đưa bạn mình lên thì mình phải làm bằng cách nào? Đừng có đưa người ta lên, ta mừng quá rồi hạ ta xuống. Đưa ta lên Bồ Tát, đặng ta đem tiền nhiều quá ta cúng từ thiện cho mình ăn. Thấy không? Nó có nhiều cái mạch nguyệt chảy cái mắt hết đó quý vị. Nó có nhiều cái dòng suối, nó không phải là nó tràn. Cái sông nó còn có rạch ngòi, ha? Dòng suối nó cũng chẻ qua mương rạnh. Đó vậy. Con người mình à, chẻ ba, chẻ bảy, tứ tung vinh tàn trong này hết ra. Mình canh chừng để lấp tất cả những cái mạch nguyệt mà nó không có kích thúc được những gì cho mình, không lấy được nước mà nó chảy hết. Mà cái mạch đó nó chảy là nó chảy nước trong nữa chứ, tràn nó mới chảy ra. Nó đâu có chảy nước sình. Nước sình nó lóng cặn kháo nè. Thì con người mình mà làm cái gì đi nữa thì nó lóng vô đây, mình chịu hết. Chịu hết. Tỉnh ra đi quý vị. Ráng cố gắng đi, tỉnh đi. Cuộc nói chuyện hôm nay phấn đấu một niềm vui trong ngày lễ của Đức ngài. Bữa nay giờ này chánh lễ. Nhưng ở nơi đâu, chỗ nào, mặc kệ. Ngôi gì chánh không dám tới. Nghỉ ở đây. Ở đây mình, anh em, để trọng trách nhất cái ngày kỷ niệm, mình mượn nhớ ngày kỷ niệm ấy mà mình dâng sinh từ phụ, sư phụ của mình, để giúp cho mình một cái cách để mình ngăn ngừa, cũng như con rệp và con muỗi và con kiến, con mối, thấy không? Để nó lộng hành, rồi mình có cách làm cái này không được, làm cái kia để mình khử trừ nó. Trong người của ta, rệp, rận, mối, kiến, nó muốn ăn đục mòn hết rồi, mà mình để vậy đó, mình chịu đựng sao? Như thế. Rồi còn các chị đó,
mê tu quá đó, đi lên non lên núi đừng đừng luyện thần á, thần mà luyện 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 hai hai cách. Nhưng mà thần khí của mình lúc nào cũng ở với mình, nó nhỏ mình sẽ tu cho nó lớn, nó xấu tu cho tốt, nó lem dơ tu rửa cho sạch sẽ. Và ngồi chỗ nào cũng trong cái vũ trụ này, trong ngôi nhà này, trong cái địa điểm này, mình phải ráng cố gắng quan tâm tới. Đó là luận thuyền được tri biết đó quý vị, ở bên trong của mình. Mình nghe cái gì phải hiểu, phải hỏi lại, học phải hỏi, để đi về mình làm, nó không nhầm gì hết rồi. Rồi ví dụ bây giờ ở nhà mình có bốn vị, bốn người, mình, vợ chồng mình và hai đứa con, hay là một đứa con, một đứa dâu, hay là một đứa gái, một đứa rể. Thì mình là một cái bóng đèn, bóng đèn sáng nhất ở trong cái ngôi nhà của mình. Khi khuya sáng thức dậy thì con á, nếu mình là một người Phật tử, người biết đạo, hiếu tu hành, mẹ có khỏe không, cha có được khỏe không, được rồi. Rồi bữa khác mình thấy sao đứa con mình nó yếu yếu, sao con sao vậy, có bệnh hoạn gì không, hay là tôn tính gì, đêm hôm có gây lộn không. Đó là quan tâm tới mọi người để thăm dò, cũng như là bác sĩ vậy. Rồi mình thăm dò mình một đêm nay rồi, không lẽ mình ngủ suốt sao quý vị. Mình phải thăm dò, theo dõi, để mình tìm tòi, để mà khám phá cho ra được cái núi tội, cái địa ngục dơ bẩn nhất của mình giấu ra. Rồi nó dồn về đâu, thấy không, mình có làm cách mấy gì thì nó cũng dồn mất tiêu hết ra. Nó chảy xuống cái ống cống với cái bọt bèo với cái hôi thối này thôi. Quán xét đi quý vị. Thì hôm nay đó, trong cái buổi không phải là cuối cùng, nó vẫn còn mãi mãi, nhưng chưa lượng được, chưa đo được, chưa lượng, chưa lường được, hay là chưa có soạn được, thì nó vẫn còn. Tập sách bài còn nguyên thiên quý vị, nhưng mà chưa đến mục nào, mục tiêu nào nó sẽ đến, chứ không có đòi hỏi được. Đó như thế thì thầy cũng xin chúc lành tất cả quý vị anh em của mình phải ráng cương cự. Đừng cương cự với mình đi nha. Thấy sao mình chậm chạp quá, mình kỳ cục quá, con người mình mà mình không có giận. Mình là một tài xế, mình lái chiếc xe, cái xe gì mà nó chở đồ nhiều nhất đó, đó, cái container hay gì đó, là xe rê mười, xe mười bánh gì đó, mình lái chiếc xe. Chiều về rồi xe ngơ nghỉ, phải là kiểm tra xe, kiểm sơ qua những cái gì của mình, chứ không có nằm đó mà kiểm trong máy. Nằm đó kiểm máy thì là đại tu ra để kiểm tra. Còn bây giờ mình kiểm sơ đèn nhanh nha, thắng rồi cái gì đó của mình đó, cửa nẻo này kia nọ đó, đi phải sa sút mình kiểm. Có người mình từ sớm mới tới chiều phải kiểm đó quý vị. Đây là nói khoa học, nó phải kề trong Phật học đó quý vị, chứ không phải nói tâm thực. Nếu mà nói Phật học không là mê tín dị kỳ, gọi là dị đoan. Còn cứng đầu cứng cổ mà tính toán mà cho ta đây là cực đoan, cực kỳ quá, sao mày cực kỳ quá vậy không biết nữa đó, thì để mình không có gì đâu. Mà mình cũng có trong người mình đó, không có gì đâu, mà không dị thân, đây là không dị thân, có nghĩa là thân của mình là cũng không dị nha. Rồi thân bằng quyến thuộc của mình, họ muốn hơn mình, hay là mình muốn cưỡng hiếp người ta, hay là mình muốn dùng cái gì để mình hơn người đó, cũng không nên. Không nên. Cái người tu xét việc không có rảnh đâu quý vị. Tối ngày mình đi lao động ở ngoài đó, hai cái tay chân đẹp thịt này về ăn đừng bù trừ đó, bù trừ qua. Vì hãy mình ốm, mình phải ăn, mình phải uống vô cho nó có sức khỏe, mình biết được rồi đó. Nó bổ tim, bổ gan, phèo phổi gì đó, bổ mắt, bổ đầu, tất cả xương rồi mình có biết hết. Nhưng mà cái hao tổn thần khí mình bổ huyết bằng cái gì? Bổ huyết bằng cái gì?
hao tổn cái linh hồn mà nó bị cắt đứt, nó bị chậm chạp, nó bị người ta ngăn lối ở trong đó, nó không có được tiến hóa, không được trực chỉ về Tây Phương Phật, thì mình phải làm sao? Mình uống cái gì? Mình ăn cái gì? Uống nước từ bi. Vì mình có chọn được một cái hồ, một cái lưu, một cái gì đó để mình đựng chứa rồi. Hay là một cái ao, uống nước từ bi. Ăn cơm của Phật thì lúc nào mình cũng gặp Phật hết à. Ăn cơm của Phật có nghĩa là bao nhiêu cũng được hết hiền. Vì Phật muốn lìa mà mình, ngày hôm nay mình được như thế này là mình cũng sắp lìa, mà lìa cách khác, không phải lìa như hồi Đức Phật đi vậy. Vì cái sự thân thể của chúng ta là điện không, mặt mạng điện không trong này. Nếu mà cái tư tưởng mình dùng, ta ở đây là khu rừng rất là thanh tịnh, ở linh thú, khu rừng này thiên nhiên, ở Tà Lơn, khu rừng này ở núi Cấm. Nhưng ta không thấy núi thôi, cho ta thấy là trước mắt ta gì ra bây giờ, ta sẽ yên lặng ngồi đây và ta sẽ quán thấy như thế nào về việc mọi việc, thấy hết, đừng vội vã phải đi đâu hết. Chính ta đem niềm vui lợi cho ta mà ta không hay. Chính ta khơi lệnh cái sự buồn khổ đau thương nhất, chết và sống ta không biết. Cái tiếng ngu đó là gồm lại cái tiếng đó là cục bộ. Có nghe là đi chợ đó, ta thường thường xách cái giỏ, mà người sang trọng nó xách giỏ đẹp, đi xe đời mới ha, đi đâu. Còn người nghèo đó bưng cái rổ, đội cái rổ, không chịu bưng nữa chứ, lấy cái thùng, lấy cái thùng này ra chợ mua đồ nhiều được, thì ta nói khùng đó. Thấy không? Cái người tu mà lừng khừng lờ khờ mà nói tu ăn chay nay mấy mươi năm rồi, tu ngồi thiền quá lâu rồi, tu làm đàn kia, nói dốc đó. Và tôi thầy, thầy khám phá sao thầy nói kỳ quá, con tu lâu lắm. Bao lâu? Đem cái lâu ra đưa, đưa thầy coi. Nếu tu lâu, thầy cũng chưa tu nè. Chưa tu sao thầy khuyên tu? Thì thầy bắt đầu sư phụ trên rơi bài xuống, con phải tu trước, dẫn người đi một bước. Giờ này thầy bắt đầu đi. Xưa nay qua cũng chưa được mấy nhịp cầu, qua được một nhịp rồi thì quý vị còn ở cách xa, cho nên thầy hú hí quý vị phải về gần. Bây giờ về gần rồi mà thầy đứng dậy sợ quá, cái sông này với cái cầu này nó gập ghềnh quá. Nhưng bây giờ có trên rơi xuống tài liệu và những cái phương tiện điều kiện đó, thầy nói đi nha, vững chắc đi không sao hết. Chứ thầy cũng con phàm phu tục tử về, ăn nói thương yêu triều mến vậy. Nhưng có khác, mình phải phân biệt. Khi mà bần sĩ vô danh nói chuyện như thế đó, quý vị đùa ộp, muốn bỏ đói giờ nào bỏ nè, muốn không cho ăn giờ nào cũng được nè, muốn giấu dép cũng được nè, muốn đem quần áo thảy tùm lum tà la, rồi đem đồ ăn nó mới để cây cọp cũng được nè, để sao để. Nếu quý vị để nặng thì ở trong này quý vị đâu có nhẹ. Nếu quý vị đàng hoàng, phương phép, lễ độ, tươi cười như hoa thì ở trong quý vị tươi thắm, nhàn du, cảnh Phật. Con này mình nó đã xuất hiện từ trong này, trong cái tủ này để mắm, để này để kia, hôi thối rồi mà biểu thơm sao được. Thì mở cái miệng ra đâu có bao giờ nào thơm. Còn nghe nói sắc thân ta cũng người trần, hồn linh thầy mượn xa gần phải đi. Thì đây là cái thể xác, là cái thể chất này là tro bụi cát, có nghĩa là sống chỉ sống một ngày thôi đó quý vị. Thì tất cả các vị mà hồi nãy nói đó, bình luận đó, đi chợ người ta xách bóp đầm, ta đi siêu thị hay là ta đi du lịch ở đâu, còn mình đi chợ đó xách cái thúng, rồi còn mơ nữa lấy cái thùng, cái xô đó xách, ôi cái gì cũng được, xách vô đây cho nó gọn, ai cười vậy. Nói vậy đó. Thì người ta đó, người ta ở ngoài á, bàn quan hay là quý khách đó, anh em hay là gì đó, họ thấy mình xách cái thùng, họ tưởng mình đi bắt cá nha. Và bắt cá để đem về chợ bán. Đó, như vậy đó, ta nghĩ vậy.
Nhưng mà mình không nghĩ vậy, mình đi chợ đem tiền giấy 500 đàng hoàng mua. Nghe hiểu cái lý không? Như vậy là uổng, uổng phí. Đức Thế Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế ở thế này không tôn thì không có Ngọc Hoàng. Mà bỏ thăm thì tổng thống mới đắc được, đắc thăm đắc cử. Quý vị hiểu không? Cặp mắt quý vị là trời biển đó quý vị. Là tất cả hết. Nếu mình mở ra soi thì thấy, nhắm thì lặng. Sáng, tối, chiều, tối, âm gian, thời gian có không gian là chính mình trong này. Tối mình đi ngủ rồi, có phải là không gian không? Sáng thức dậy nè là thời gian. Nói như thế. Thì cuộc nói chuyện hôm nay đó bình luận qua những cái lý đạo mà chúng ta đã tu hành thua sức người ta quá. Nói cơ hàng cái về làm cho cơ hàng quá đổi. Ai coi? Mình coi mày được không? Nếu mình coi mình không được, đừng làm cơ hàng quá. Con mền có tất cả các gì đem cất. Đem cất. Thôi đem cho ai đi. Ta không có xài cái đó nữa đâu. Mà mùa lành, mùa tuyết băng, mùa rét tới. Mà tại sao mình không xài cái đó? Để mình gói cái xương này nè. Để nó khô da, nó bị ung thư. Hay là như thế nào không mình biết không? Hay là bị khớp. Thì mình phải dùng cái đó. Để như vậy chúng ta có tài liệu trong này hơn. Thời gian trôi qua rất mau. Ráng bình tĩnh một chút xíu đi. Quý vị ngồi chơi đó có khi 2 tiếng đồng hồ chưa muốn đứng dậy gì. Vì nó đang say mê, nó đang đắm lụy, nó đang mong cầu người đó nói chuyện cho mình nghe hoài, nghe mãi rồi mình trao lại cho người khác. Vô lý. Đến hỏi mua gì, mua xong đi về. Đến mời người ta cũng đi về. Đến thăm người ta cũng giây phút rồi đi về. Không có ở vậy được. Còn quý vị sắp về Tây Phương rồi thì quý vị phải ngồi cho lâu. Tuyệt vời để xem trong máy móc ta có thể lên đèo Hải Vân được không? Hà là lên đèo Đa Liên được không? Mấy ngọn đèo lớn nhất, cao nhất đó. Mình coi xem mình có đi được không? Mình kiểm tra. Thì bây giờ quý vị cũng nằm trong cái pháp cửa thuyền khó mở. Nếu mình không chinh phục khám phá được mình, không hiểu gì hết, và mình không thông đồng được. Như bây giờ ngồi chung ở đây, hai ba vị, bà cụ này nói không nghe, ông cụ này nhắc ở đây không nghe, em này nhắc ở nhà không nghe, không nghe gì. Hãy lên đây được rồi tự tung tự tác, muốn làm gì làm. Đó, thấy không? Về căn cứ anh nào hậu cần, anh nào quét dọn, anh nào lao súng, giờ nào anh nào làm gì nó có hết. Chứ đừng có đi lộn xộn. Khi giặc nó báo hiệu, bấm còi thì mình, dây mình không có mang quân tư trang được, và súng mình không có gậy được. Tại vì vậy, lúc nào cũng phòng thủ, người tu lúc nào cũng thiền hết quý vị. Lúc nào cũng thiền hết. Rồi, dạ thưa thầy ơi, con đi hái chôm chôm. Đâu có sao? Tâm linh đâu có hái chôm chôm. Cái thân thể của mình, mình hái, mình làm ăn, mình làm mướn, mình chia ra muốn làm gì làm, để nuôi cái da thịt này, để nó bảo trợ cái tâm linh. Nó gìn giữ. Đấy, phải vậy không? Con vịt nó không có chuồng đó, nó tứ tung nó muốn làm lắm. Tâm linh của con người là cái tâm tốt đó, mà để cái tâm xấu nó lấn rồi đó quý vị thì không nên ngồi thuyền, không làm gì hết. Thì ngay bây giờ trong một đêm nay, thầy nói đi kéo dài giờ giấc này, không giờ giấc, không còn mất, không có, cũng không không. Thấy không, mình đâu có thấy cái tâm mình đâu. Nhưng mà tại sao cảm ứng, Nam Mô cảm ứng chứng minh, hãy cảm nhớ, cảm cái thì nó sẽ đi đến với mình liền cấp kỳ, tức khắc nó nhạy hương là diêm quẹt đó quý vị. Một hơi thở của mình. Linh hồn, tư tưởng là hơi thở đó quý vị. Cái hơi thở, kinh hồn, cái tâm linh của mình trút vào những cái tinh khí thần, cái hơi thở của mình đó. Người nói chuyện trong lành, nói chuyện im dịu, nói chuyện tốt đẹp, đó là linh hồn rất khôn đó quý vị.
Cho nên vừa một cú điện thoại người ta biết cái người đó khôn ngoan, người đó làm gì, người đó ở đó như tư cách như sao, tu như thế nào rồi, khỏi cần gặp. Bác sĩ đó, mình vừa vô cái thở của mình, bác sĩ đã biết mình đã bệnh như thế nào rồi. Nhưng mà dẫn đầu thang, mình cũng phải nói giúp, tôi bệnh như vậy thôi, cũng phải khai đầu hàng. Thì hắn vô đó hắn khám phá. Mình tu cũng vậy đó chúng con nha, chứ không phải thấy gì mà dễ nữa. Trời ơi, tôi chạy theo thầy trên đó, từ đó giờ tôi không có được gì. Sao không được? Tại vì mình muốn bỏ, mình dục, chứ mình có cái chỗ chứa mà. Thấy không? Mình đưa vô những cái chìa khóa nè, mắt, tai, mũi, họng nè, thấy không? Nhãn, nhĩ, tai, thì thần ý có hết. Tại sao tất cả các vị ấy không có diệt ra như vậy mà thầy như vậy? Thầy phải độ tận, vì trên đã báo, phải độ tận chúng sanh, phải tận tình, tận lực, tận dụng, tận tâm. Cách xa một khoảng này thì dòi nó bu rồi, ruồi nó đậu rồi, kiến nó đi đến rồi. Mình mua cái gì về, nhà có kiến phải chuẩn bị kiến, nhà có ruồi phải chuẩn bị ruồi, nhà có chó chuẩn bị chó, nhà có mèo nếu ăn mập, còn ăn chay thì bị cái khác. Con người tu của mình nó bị hết, xây qua lại, xây lại bị, đừng nói yên nha đạo. Không ai để mình yên đâu. Nhưng mà như vậy là mình phải cảm ơn chứ. Cái cây gỗ mà nó chìm lâu quá rồi mà, hay là nó đứng sừng sừng, hay nó có cháu ngoại cháu chắc chít à, nhưng mà cưa về thì phải đục đẽo, phải gọt bào thì cây ấy nó mới trở thành là một hiện vật. Tủ, bàn, ghế, tượng Phật hay là bất cứ những gì, chứ mình để yên đâu có được. Khi mình đã nhập đạo rồi đó, thì ở đây mình đã biết mình đã vào kỷ luật rồi. Thì coi chừng bộ lực hành sự của trời đất đã công mình đó. Còn ở ngoài, ở ngoài dân thì phạm ít, mà nằm ở trong cái phận sự làm nhiều thì bộ lực ấy không tha. Như thế thì chúng ta tu cũng vậy, đừng có cái gì xảy ra rồi mới dẫm đất kêu trời. Thầy không có nghe hai cái lỗ tai đâu điếc rồi, nhưng thầy nghe trong cái này nè, trong cái tâm linh, trong cái linh hồn, trong cái hơi thở của thầy dịu dời xa xa lắm. Tất cả chúng con về đi, ti đi dẫm bằng chân, còn thầy đi bằng tâm linh, nhớ thảo nhớ ơn, nhớ những bậc không sờn chí khí. Mến đồng đạo, thương chúng sanh chứ không có ích kỷ, nên đi buồn về mới dạy chỉ rõ ràng. Tỉnh sống đi, coi cái đời là đời của mình á, chứ không phải coi bao la vậy đâu. Nói sống đi coi đời, mình hiểu lầm, mình nói trời ơi sống đi để coi đời này kia, ta chết ít mình trông chết nhiều. Nước lục bão nước này cho mình ghét nước kia, mình nói không lục cái nước kia kìa. Vậy là coi đời sao? Coi cái người mình sống để coi đời, mà mình không là đời thì mình không coi. Sống để coi đạo, để lượng đạo, để truy căn, để soạn bổn, để thanh tịnh tham thiền lo luyện đạo. Để sớm tới chiều rồi thầy dẫn vào trong trắng, kệ kinh sớm tối thương hằng, con ơi ráng học dù khó khăn cũng tầm. Tình đạo pháp đừng nhầm đừng lần, nghĩa anh em cố dân cùng nhau. Tình thầy mình sư phụ quá cao, đừng hạ bệ xuống thấp nào nơi bùng thâm. Thầy không béo quý trò trên bấm, ráng làm sao mình cầm được ngọn cờ. Ngọn cờ gì vậy thầy? Cờ đạo đức của ta, cờ vương phật phơi, ngọn cờ trời ôi hỡi năm châu. Ngọn cờ cao đến đâu, dựng cờ đi đảo rồi sống nấu tháng ngày. Mình tu cho sắc bén, cho khắc
lại không có phải. Chữ nào ra chữ nấy thì ngày mai mới còn. Phải cố gắng tỉnh đi học đạo nghe con, để nghe lời thầy giảng chỉ mình mới còn đặng tu. Chứ đừng có tu mà lại quá mờ lú. Ai nói gì cũng được hết á, họ vẫn ngao du với ngục tiền. Đây là các bậc có duyên thì đây thầy thấy chuyết thiền chờ trong dèm tự mở đi, mở cái cửa thuyền lòng để xem ở trong đó mấy cái ải mênh mông đại ngàn. Về đi mở bộ não ta cho được hân hoan, mở ra trí tuệ đa đang thấy liền. Mình thấy mình không nhầm không lẫn thì đâu có lỵ đâu có phiền. Không chờ tung hô vàng vàng tới mình nguyên như giờ, sung sướng lắm sao. Thấy ta lại chắp tay, ta lại ta quỳ, rồi mình lững thững lờ thơ, mình nhớ mình như con vật hiện giờ ăn xin. Để ta lại bái mình hả? Mình có kiểm tra mình có đạt được mình, hay là mình rơi xuống chỗ bùng sinh rồi coi. Ráng đi nhớ không, mình chịu thiệt thòi có mấy phút. Để thầy rao giảng lên cho cốt nhục không tương tàn. Nghe kim bằng vui vẻ bước sang, tình đồng đạo đạo tràng cao quý. Lên thiền đi giờ này thì chị chiếc thiền trời không ít kỳ đâu nghe. Chiếc thiền không phải chiếc ghế, chiếc thiền đang chờ đợi mình nghe rõ ràng. Thiền tự động của ở Tây Phương, của ở cái làng, của ở nơi mênh mông đại hải mà đặt được sang xuống miền. Để rồi đón rước con tiên trở về ngôi Phật bình nguyên nghe trò. Đang cố gắng đi, đừng có mê hát, mê hò. Đừng mê giàu, mê có của to cũng mòn. Hạ quân đây đã nghe con, mỗi vật mỗi mòn ba tánh trắng tay. Hạ quân đi đến một ngày, vậy mà các bậc ăn mày tình chưa. Hạ quân mỗi tật mỗi chưa, để rồi đạt pháp đại thừa vô dư. Hạ quân sửa đạo đi người, sửa cho hòa thành thục điều vui tươi nhiệm màu. Hạ quân ta thấy quá lâu, mùa này quân hạ nay sầu mai lo. Hạ quân vẫn bật chứ con đò, ai ngồi mà đặng lấy mà bởi cho chứ mình về. Hạ quân mà đau chứ danh đời, ai người mà tu tỉnh chưa lời thề đừng phải. Hạ quân bơ gái bơ trai đâu còn gì nữa, đêm nay ráng gìn. Hạ quân chỉ có chưa một mình, ta lên mà đòi hỏi nó sân trình học ở mau. Hạ quân bên đức tánh bên tàu, bên nào mà hung dữ cũng nhào rồi biển khơi. Hạ quân nay đã chưa đổi dời, đổi sông mà đổi biển chưa đổi thời năm ở châu. Hạ quân có héo quá sầu, bây giờ thấy sợ thấy rầu chưa ngươi. Hạ quân mà còn hãy chưa vui cười, cười còn mà đắc chí chưa cười người đói đau. Hạ quân cây cỏ héo quá sầu,
mùa hè mà nắng hạn chưa làm sao tươi mầm. Hạ quân muôn sự đổi lầm, tại vì mình không biết không tu tâm của mình. Hạ quân mình đến chứ sân trình kiệm mình rồi biết chứ ai mình rồi như ai. Đêm khuya khắc lũng cánh dài, tối gì mà bần sĩ nói hoài không mở ngưng. Nói thành thị thôn quê rồi nói tại chiếu núi rừng, vàng vàng như tiếng nhạc vui mừng gặp tiếng. Ráng tìm đảo lên thuyền mới được, ngồi bao năm nước ngược ráng chèo. Lên thuyền có khúc khổ eo qua, sông mà chỗ cạn chứ phải chèo chống đi. Thuyền trời Phật không di không chuyện, chính là mình ráng hiện nghe chưa. Thiền tu mở cửa ban trưa hay chiều rồi cũng mở sao tình chưa thấy gì. Mau mở cửa không nguy sắp tới, dặn cho học trò thế giới chứ như nào. Đừng vui đừng thích sáng vào, phải bình sinh đã tu tịnh chưa thuyền nào mở ra. Còn ta ở tông gia an là mưa không râm gió tạt chứ được nào. Kỷ cương là cái hàng rào nổi nắng, mà phước đức chứ ai vào phá thang. Tại mình tu thiết tha tha thiết, mong đắc thành nào biết chứ việc đời. Chê người khùng khiếu con ơi, chê người mà chưa tỉnh chứ vậy thời như ở ta. Thấy ngồi đó vậy mà một đông thầm còn mơ còn mộng của tài. Mượn đi ngồi mãi ngồi hoài đắng rồi lỡ dũng trần ai đủ điều. Giờ thầy nhập chắc chiếu nghe đào, cẩn thận đi gió bão mưa phong. Thầy đạo thì quá lạ đông đức, thầy có nói xuồng giọng không mưa đây. Đừng giả bộ làm thầy làm Phật, nhìn thấu rồi siêu bậc hay chưa. Mình còn tiếp gió tiếp ba mưa, mình còn tham làm con đứa gian tha. Chơi với bạn vậy mà không biết, chơi người ngu người điếc người câm. Làm sao ta học thêm tâm cho ta sáng trí, không mờ nhầm bớ con. Ráng lựa chọn cho tròn chữ đạo, người tu hành khỏi giáo khỏi gươm. Tinh thần chí khí ta lườm, thấy đâu mà ta biết ta dòm thật xa. Dòm thấy quỷ thấy ma yêu khi, dòm bệnh trong thọ ký quan âm thấy ngài đứng ở trong tâm. Ngài đem pháp lạ âm thầm cứu nguy. Người tu niệm dù đi hay đứng, làm việc lành tương xứng chứ gì. Đừng lại đừng bái đừng quỳ, mất công quý đạo vậy thì quá xa. Tạo điều kiện cho ta mạnh dồi,
tao làm sao mòn mỏi đừng thèm. Tao cho gương mặt đừng nhèm lúc nào tươi sáng, đừng thèm nghĩ sĩ tội gì đâu mà đi địa ngục. Tội gì đâu mà gục mà chòm, tội gì Đức Phật không ôm hòa đồng tất cả trong lòng của ta. Đừng niệm Phật Di Đà bỏ giờ, niệm cho nhiều không nhớ không chăm. Bên ngoài miệng đã lầm thầm, bên trong ta thấy vàng gấm cả núi. Giờ thanh tịnh buồn vui dưới đầu, nói cho nhiều rồi hơi cách xa. Ngày mai chưa biết vậy mà, ai còn ai mất rồi ra chớ gì. Đêm thanh tịnh thì mệt mỏi, không sao đâu tiếng gọi thiên nhiên. Trên kia bảo phải chớ bơi thuyền, sống thì mà cứ sống ta cột mà kiền cấm mà đeo. Chờ khách lâu hiểm nghèo đừng nói, chờ cho lâu tiếng gọi gian dày. Chúng sanh ba tánh không hay, bây giờ kết thúc chưa kỳ giờ này nguy cơ. Nghe thì sợ nhưng giờ không tình, tình mới tô mới tỉnh lên thuyền. Nghe lời bần sĩ có duyên, nếu người mà bỏ dở chứ lì giờ phiền hay giờ chưa. Đừng làm mặt làm mày buổi trưa chiều sáng, mình làm y pho tảng đá rừng. Ý như Phật dạy tâm hưng, không đau không cò rừng rừng châu mày. Người tu đạo trần ai phải thấy, tránh cho xa điều ấy đừng gần. Dù cho bên sở bên tầng bên tây bên đức cũng thần chớ ai. Người tu đạo đừng dai ráng trà, biết hiểu rồi gầy gá yêu tinh thì là mình bị nó rinh. Nó đủ điều kiện cầu xin đưa về. Thấy chưa trò cảnh mê trước mắt, nếu không lo ruột thắt làm sao. Đêm khuya nước mắt ta trào, ngồi thuyền mà rơi lệ làm sao bây giờ. Thiền thanh tịnh không mơ việc thế, lo của nguy kinh kệ trong lòng. Không cần mặc áo nâu sòng, miễn ta mà hiểu đạo chứ trong mà lòng trong sanh. Ta dạy ta không tranh không luận, quyết tu rồi không xứng với ai. Chỉ còn tâm tánh hằng ngày linh hồn mà về chốn mà Như Lai đại đường. Đâu còn gì mà cương mà gì, trốn mất đi như bị ở tù. Nhưng mà trong đó ta tu ta ngồi thanh tịnh công phu đúng giờ. Giờ thì dặn đừng mơ đừng bỏ, tiếng kinh này hơn mỏ hơn chuông. Con ơi thế hệ chiều buồn, trời tru đất diệt chứ hình tuồng trắng tay. Nay kết thúc môn bài thầy viết, ráng cầm đi rồi biết nghe trò. Tu hành đừng có âu lo, lo gì nữa hả, rồi lo cũng thang. Cứ làm ăn thẳng đàn thẳng lối, cứ làm ăn sớm tối kiếm cơm. Hiền lành Phật Pháp thâu dòm, bậc trên không bỏ mình ôm vào lòng. Áo nâu sòng mặt thì đảnh lê,
đặng sống kinh chịu cái ngao du, không phải chùa thất mà tu. Dài vuông mà đầu cao như ở tù khó ra. Như đường xa thiết tha biết mấy, thấy tàn cây lừng lẫy cho mình ham. Hồ mưa chui đục chưa đặng nhàm, cây này mà to quá không ai làm được đâu. Núp để đỡ trong khi mưa nắng, nào ngờ đau bão đến cấp kỳ. Gốc to gốc bự cũng đi, nó đang xô ngã mình thì chết quéo. Không có ngờ mình nghèo như vậy, không có ngờ mình thấy ghê. Tại sao Đức Phật không về, không theo ân nghĩa mà mê chi phàm? Ai cũng muốn cồ đàm mình vừa, ai cũng gần điểm tựa chứ Phật tiên. Tại mình khùng khiếu rồi điên, chớ Phật thanh tịnh tham thiền ngay dân. Giờ thanh tịnh thầy hằng nói chút, đây là người cốt nhục chung quy. Ở trong ngoài cũng vậy, thì nước nào cũng có, cũng nguy như, cũng thương xót, cũng tình đồng đạo, cũng anh em như có xạo chưa có điên. Nước nào cũng có chưa giữ hiền, bảo tồn bằng đức rồi thiên liên đất trời. Đừng cao vọng cấp thời hạ xuống, sống nhờ ai rồi ham muốn chưa nhờ gì. Trời xanh đất nở chưa vậy thì âm dương phối hợp mà ta nghĩ thành người. Và gió đang thổi vui tươi không khí, hưởng bốn hoa mùa bố hoa thí. Thì ân ở trên cho xuống hồng trần, cho mùa, cho tiết, cho gần hân quang. Được rồi được mưu toàn tinh kiếp, còn tham lam có dịp về đâu. Tuy ra ngồi đã quá lâu tính toàn, mà không biết rồi âu sầu không hay. Đem quăng dục cái thay cái phần, nào thánh thiên ở cẩn được mình. Nhà thờ thượng đế tâm linh, con ơi tính vậy rồi rung rinh đất trời. Nghe thì dặn tuyệt vời sâu đậm, nhưng chúng con đã cầm đuốc trời. Thiện liên ôi quá tuyệt vời, nói mà không hiểu cho đôi lời. Đem mà quăng đây chưa được tròn trăng thất bại. Ở đây người trai gái gần xa, ráng mà sinh nước má ha, ráng gieo mà giống thiện với thân ta. Nhẹ nhàng giờ thanh tịnh rõ ràng thì nhắc, chốn rừng buồn khe khắc chứ canh nở khuya. Ta đây thức dậy sớt chia vui buồn, lẫn lộn chứ bên kia giới phàm. Ai đang biểu ta làm việc vậy, chị thiên nhiên nhìn thấy quá gần. Ngày xưa ta ở bên thần, bây giờ đầu kiếp về lần Việt Nam. Nhiều đời kiếp bảo làm như thế, thì ở trên thượng đế biết liền. Phật trời lại đấng thần tiên say ta xuống thế mơ thuyền cho dân. Người yểm cũ nghinh tấn nịnh bờ, xấu quá rồi dí tớ bể bùn giấy mà. Đối phó lạnh lùng xưng tên mà vỗ ngực
chứ anh hùng đã tới. Anh hùng tử khí hùng nào tử đó, là nghe lời của ông Thanh. Chứ vậy mà người xưa dù có gặp mây mưa bão lớn, ta bình sinh rồi cũng yên thôi. Mình tu chịu qua nó nhồi, trận đồ như vậy mới thấy rồi như sao. Ráng thức dậy đồng bào anh chị, ráng mà nghe mở trí sáng trưng. Đừng nên vui, đừng nên mừng, đừng nên khóc khổ tưng bừng làm chi. Cuộc đời loạn có gì mà lượng, ta sống đây sống hưởng chút về. Tịnh trần đừng có say mê nghe đi bần xị rồi về nghe hôn. Ở xa gần bổn chôn chấm dứt, tội gì đâu đem lực sát phàm. Đem mình chôn sống còn tham, giết mình rồi đó, rồi mình làm xấu xa. Làm cho tốt Di Đà chắc chắn, bắt nhịp cầu hao thắng gãy ngang. Cây đà phải cứng rõ ràng, cho người qua lại rồi sáng trong đường. Ta hiền hậu dựng gương ba tánh, thấy hay chưa không cánh sắp bay. Vì ta nhẹ nhõm trong ngày, không dương không vấn ai hoài. Làm chi biết chỗ này vậy thì buồn thầm. Có cao sang chân dẫm cũng rồi, ngồi buồn hay chữ than ngôi, thấy cho thế sự phủi rồi nào hay. Thuyền đại đạo của thầy bơi lượn, buổi chiều về sung sướng nổi gì đậu trên dòng suối ai bi. Chờ giờ rước đảo rồi đi chứ phản hồi. Thấy người khó mình coi sao được, phải tu tâm làm phước vậy đây. Mới tu muốn hỡi làm thầy làm tiên làm Phật. Kỳ này sống mà coi, chết ngút trời ngấp ngôi như kiên. Phạt những người xuất hiện quyền cơ, đem Phật nói chuyện du dơ. Mà đời mà bán Phật chứ không mà thờ Phật đâu. Sống để coi ai sầu ai hận, sống để coi ai bận việc phàm. Từ này kêu hết nhà Lam ở trong cũng nhắc, mà ở đàm cũng thi. Sống để coi việc gì hớn hở, mấy ngàn năm muôn thở khó nhìn. Sống coi đi ánh đạo mình, rồi thấy mở cửa sân trình đặng thi. Sống để coi việc gì ra trước, sống để coi từng bước không nguy. Coi ta soạn thảo những gì bây giờ thi đậu trường kỳ cố nhân. Sống để coi đời gần quá xa, mình là người cao cả biết bao. Mình là một cái chiếc phao, thấy nơi biển giá cú nào gian nguy cứu người ngọt. Vậy thì không biết là bạn ta chi xiết chớ ai. Đó là bạn ta tu hoài, tu mê, tu mỗi ngày nay phải chìm. Nhưng đừng lặng, đừng im, bỏ làng, ta cũ đi các bạn trở về. Đó là bút mực thầy phê, sau này giác ngộ rồi về cùng ta. Tại mê muội quá xa thầy tô, tâm của mình gây gỗ từng giờ. Soạn chi cây thứ quá dơ, để tâm mà thanh tịnh. Chưa thờ cờ, thờ vua, thờ Đức Phật bốn mùa sắp tràn. Đức Như Lai hay lại là ai,
Di Lạc Phật, Chúa là Ngài. Trong hàng tu sĩ sống hoài chứ phải không? Hỏi tiên chót bảo tồn gì vậy? Phép của trời có thấy không, con bảo toàn danh dự cho tròn, bảo toàn mà thân thể cho thân con đặng thành. Bảo toàn đạo nên danh nên phần, không bảo toàn lập trận chứ đua chen. Đi đêm không nhờ đuốc đèn, làm sao thấy sáng trong phen sụp hầm. Tình đi đảo không nhầm kỳ chót, giờ đến đây tạm mất ít lời của người bần sĩ thảnh thơi. Ở đây không có chứ việc gì đâu đâu, thân trơ mình trỗi chứ dạy dầu, ở nơi bờ rừng nổi chứ canh thâu một mình. Nghệ si đi có tình không vậy, mắt bên trong nhìn thấy ra sao, thấy người sư phụ nơi nào. Bây giờ lãnh vực làm sao mình về, về bằng tu bồ đề mình vừa, về thăm thầy mình hứa phải tròn. Tại gia lo vợ lo con thì chung tất cả, làm tròn đạo nhân hiểu cha mẹ rồi gần Phật Pháp. Đừng để khi mơ do tắp mư tu, mình biết nhiều kiếp mà lưu bây giờ tỉnh ngộ công phu nghe tròn. Lời thầy tổ dặn dò buổi cuối, chiếc thuyền trời qua đuối rồi con. Làm sao giữ vẹn cho tròn thân mình, mà tồn tại cho bảo tồn mau đi. Đừng giữ của giữ nghi gì hết, giữ cũng mòn cũng chết chứ không mơ rồi. Xuôi tay nhắm mắt con ơi, hướng về đất Phật hướng vô chứ quỳnh thiền. Nằm như củi ai khiên quăng dục, đòi hỏi điều kết thúc gian nguy. Đôi lời trăng trối vậy thì mua trà mà ước chứ vàng nghĩ cho miệng ngầm. Hỏi chi vậy sai lầm còn tội, chết đem quăng nhiều nỗi tội thay. Thì ta đầu lỗ trong ngày đêm vùi, mà thế xác trần ai sớm chiều, cho mục mạc cho tiêu mau lẹ. Ngừ biết tu ganh hẹ trật rồi, ngồi buồn nói chuyện than ơi, ghê cho đời mà hướng rồi cuồng sai. Sai không biết đức ngài đã dặn, nói không nghe lỗi lắng nhiều đời. Biển trần quá hỡi đua bơi trôi lắng, mãi mãi trong đời mất gian. Ngài kỷ niệm rõ ràng thầy dặn, ở nơi đâu thầy tăng mấy lời. Bây giờ đừng có mê chớ quay về, tâm tánh giờ kịp thời nghĩ suy. Mau khám phá tu đi cho kịp, đừng đi chơi không kịp nữa nghe. Đùa bơ theo núi chờ bạn bè, rủ nhau mà đi khắp chờ hội hè mà đặng xem. Đi du lịch chị em sức pha, tiền bạc kia cao cả biết nhiêu đổ ra. Sớm lại giữ chiều mình đang phung phí, ít nhiều không hay trời lấy lại phương Tây cũng lấy. Cho không hay lấy lại nào tường, bây giờ thầy tổ mến thương mớ vàng mớ nói trọn đường nghe chưa. Ráng chinh phục sớm trưa quay lại, phải vô tư ấy ngày không còn. Tự nhiên đây hả chúng con mình ngừ, mà cứ si chưa làm tròn cả hai. Người tu đạo không dai không bờ, người tu rồi không sợ những gì sợ. Ta lỗi đáo từ bi,
sợ ta phạm tội, chứ vậy thì thiên nhiên không có sợ ai điên ai điếc, không có lo ai siết. Mình nghèo, nghèo mà thuyền nó ta chèo léo lên, qua biển qua đèo sông mở mê, ta tu đạo ta về nhàn nhẹ, đâu có ganh có hẻ vô đời. Bây giờ chưa được thảnh thơi còn mùa mặt hạ, vậy thời chúng sanh gần hết mùa, tăng tành hết rau, tứ thượng quân thầy báo cho thường. Xong rồi đầy đặn tình thương, sống còn có mấy người thường đó thôi. Mùa hạ quân hết rồi tứ thương, nó có mùa sống gượng để xem. Cả kêu các bậc chị em trong ngoài cũng vậy, thầy đem lời lành tu đừng có đây dành mê giật, ở gia trang đừng bực vợ chồng. Gái go chấp nhận não đồng, vì mình đã ký nguyện nâu sòng bên trong. Phải ăn ở hòa đồng tánh chất, đừng có đem vàng cất của dư mà chồng với vợ quái hư, sanh đẻ con cháu nên người được chưa. Mình dạy dỗ sớm trưa cho chúng, Đức Phật Ngài hướng dũng sau này, lời lẽ ông thánh cho hay hiền hòa, mà nhân đạo sau này thành thơi, Đức Di Lạc lập đời trở lại. Khỏi sùng tôn lại bái nghe hôn, hay là ta lại tự tôn tôn người, đồ khinh bị mất hồn còn ở đâu, không có thấy bể dâu còn bài, không có gần bạc đại vô duyên. Lúc đó ta đã chưa lên thuyền, ta ngồi tự mở rồi có quyền sông phá. Thiền của trời Phật gia cho rước, những đó mau đi mực thước dán toàn thì, thiền mở cửa nghe con còn không kính biệt, chứ mình con ngồi tu. Mình ngồi tu sâu ngu dữ vậy, không thấy đường điều quấy cứ làm, tại sao còn chút nhảm tham, tại sao còn mái lựng đàm phàm nhân. Mình biết tu tinh thần vẹn vẹ, mình tu rồi thỏ thẻ trong ta nha, suối trời có nước ba, có ngài Bồ Tát chư Phật bà Quan Âm. Ta tu rồi âm thầm tu đạo, sức quyền cơ diện mạo dễ thương, nói năng ôi hỡi chứ tỏ thường, mở ra cửa miệng làm gương cho đời. Mình tu rồi à ơi lệch mệt, ngày tháng qua tứ chết cần kề, thì là ở chốn sông mê làm sao về được cho Bồ Đề Tây Phương. Thầy giảng chỉ muôn đường khắc khổ, qua trời kia gần chỗ rồi, con phải lo đạo hiếu cho tròn, hy sinh cứu chúng cho mọi mòn không sao. Làm cho mình làm giàu tâm tư, cất villa biệt thự rùm rang, sống làm cho kẻ thế gian, cho người được hưởng vinh giang ngút trời. Người tu đạo không mời không thỉnh, thấy thì lo rồi tính biết liền. Nếu ta không bạc không tiền, đổi cơm khát nước, mình có quyền hy sinh, đem lon gạo kết tình kết nghĩa, cho cải rau trồng trẻ đầy nhà. Đây là lính của ma ha, Phật bà tịnh độ dạy ta chứ hiếu kỳ. Người tu rồi vậy thì ngủ mùi, đem đúc thiên đã dối tắt thầm, cho nên đi lạc phải lầm, đi hoài mà không tới, rồi đi giờ thầm gặp ma, gặp quỷ mị tà xa không biết.
nó sửa sang nê niếc như trời. Nó hơn thầy tổ con ơi, rồi nó sẽ chết ra rồi. Thầy thì nó đền tội vậy thì tức khắc. Mình thấy kìa, đột thắt từng cơn. Về nhà đừng có giận hờn, đừng lo chi nữa, nghe đường năm châu. Đờn kêu quý cốc thần sầu, đờn kêu ba tánh năm châu rụng rời. Đờn kêu ôi hỡi dân ơi, đờn kêu sắp đến cuộc đời gian nan. Đờn kêu tiêu bạc hết vàng, từ từ tiêu hết họ hàng trắng tay. Đờn kêu thanh tịnh đêm nay, tại rừng mà tiếng quyển đờn lai tiếng đờn. Đờn kêu tu niệm không sờn, thỉnh si dinh nhục chưa giận hờn có còn đâu. Đờn kêu ba tánh chớ thêm sầu, sầu gì hở chúng chưa nhịp cầu gãy ngang. Đờn kêu tích tích tình tan, ta đờn mà mấy kiếp cho lựng bàn mấy thú. Đờn kêu kêu hết ngự tu, bình tâm mà ổn định rồi công phu chưa kịp giờ. Đờn kêu lắng lặng như tờ không gian, mà tắt hết tay rờ không ai. Đờn kêu máy tạo lá đai, đờn kêu ai biểu ngày nay chưa thấy ở đờn. Đờn kêu ai hỡi còn hờn, bỏ đi cho gấp chứ đừng sờn. Nghe chưa, để hờn là để cơn mưa, vẫn chỉ mà bão tố sớm trưa cho lòng mình. Đờn kêu có mắt rắn nhìn, có tâm rắn biết chứ trí tình rắn soi. Đờn kêu sống để mà coi, đờn kêu máy tạo chứ thiệt thòi nguy cơ. Đờn kêu sự tới bây giờ, coi chừng hướng sự mịt mờ tối tăm. Đờn kêu không phải giả cấm, rồi ta giả điếc âm thầm mình ta. Đờn kêu Phật chẳng ở xa, kêu trong quý vị, quý bà, quý cô. Về nhà phải ráng đắp tô, chớ chừng có hỏi xây mồ nay mới. Đờn kêu ở gái cùng trai, ta này nghe thấy rứt rai nhức đầu. Đờn kêu quỷ khóc chưa thận sâu, đờn kêu ngỗ nghịch quay đầu chó máu. Đờn kêu sống bủa ba đào, cơ nào cũng chết cũng nhào biển khơi. Phật trời đâu có nói chớ kỳ này rồi biết vậy thời như như. Đờn kêu tu đã đăng hư, sửa liền tức khắc đại từ ban cho. Đợt kêu đói được ấm no, nhờ mình hiếu thảo mình lo cúng nhường. Đợt kêu chư Phật mười phương, làm sao bỏ chúng trên đường gian nan. Đợt kêu thước ngọc chưa đền vàng, đổi đâu mà có được chưa đảo tràng hôm nay. Đợt kêu trăm đắng ngàn cay, mình tu đại lực thần quay vô cùng. Đợn kêu ba tánh lạnh lùng, quân này mà đối với chưa lão và khùng khinh nở khi. Đợn kêu ta khải tì ti, đi đâu mà cũng khải vậy thì gian gian. Đợn kêu ta chỉ chưa rõ ràng, mới tiểu mà một mơ họ hàng thất kinh. Đờn kêu gió trụ rung rinh, sang qua sái lại kết tình với ở ma. Đờn kêu nơi biển chứ giang hàng, ta đờn mà cho đảo chứ vậy mà tưởng trí. Thức cho kịp cứu nguy tận thế, thức mau đi lập kế để hồi. Bây giờ khổ lắm than ôi, trăm ngàn sự khổ chứ đến rồi gần bên. Vì ta thu không quên ta nhớ, rồi tới đây đất lở trời nghiêng. Tới ngày kết thúc vô biên cõi ai, điên điếc ai điên ai khùng ai là đảo hòa chung nghiệp thở. Ai cứu nguy ai chờ cho ta, mình tu cứu hết
cả nhà, cứu có mà cứu cháu Phật bà chứng minh. Công dài gian có tình làm phước, công của mình Phật được biết liền. Hy sinh vô lượng vô biên, không lo toan tính giữ hiền làm chi, thì Phật pháp cứu nguy tận thế, không để mình mắc kế mà yêu đi. Giờ kết thúc thầy kêu chúng con lẳng lặng, chưa đó chiều còn ở trong. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ cũng tới giờ rồi. Thì dạ thưa thầy, trong cái ngày hôm nay buổi trưa này, tất cả quý vị cứ vắng đi, ba vị, bốn vị làm việc cùng thầy có công chuyện một chút, và ông đạo tất cả cũng phải trực tiếp, vì ai có phận sự không phận sự thì đừng có dự, nghe đủ rồi rồi đem về, có hiểu không? Đem về để mình nghe nha. Từ thở xưa nay đó quý vị, đi tới đâu thì chở đi một ghe, một xuồng, một xe, một cộ, đi tới đâu đèo đi theo một xe, nhưng bây giờ không có đèo nữa, không có cho đi nữa, không cho gần nữa, dễ ngư quá rồi, tội nghiệp lắm. Quý vị không dễ ngư như các chị khác dễ ngư, còn lợi dụng đó quý vị, còn lợi dụng. Họ lợi dụng một cách rất đẹp, rất tốt, rất tươi, rất thắm. Họ bắt tép câu tôm, cũng như mình vô chùa đó, mình cúng giúp cái bác ông thầy chùa, bác ông sư đó phải ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia. Làm sao ban được? Mình đi có mâm đồ ha, cúng có 1 tỷ 100 mà mình bắt ông sư đó, mình nhờ Phật trăm muôn ngàn kế của chúng sanh phải đổ dở xuống địa ngục A Tỳ A Tu La hết. Cúng là cúng, không kêu chứng minh gì hết, mình chứng minh mình được rồi. Con đã biết con rồi, con biết tội rồi, con mới đem cái này con chia sớt cho quý vị ăn giùm đi nha, như vậy đó, chứ không phải là cầu danh mua lợi. Như thế thì người tu sau này ông thánh ổng kiểm gì, thánh hiền nho giáo, lời lẽ của thánh hiền không sai, không sai. Về nghe lời thầy nha, muốn nói gì uống lữ 3 lần nha, trở lại đời xưa, quy kim diệt cổ, để nó bay lên trời nó ở ra sao, để bay đi khắp cả sao, ta là giỏi lắm, ta đi bằng hành tinh máy móc này kia. Ông trời ông nói đi không bằng ông trời đâu, ông trời ông gom là ông đốt có chút xíu rồi thôi. Đồng đạo anh em mình nghĩ nha.